làm clip lấy nước bồn cầu để rửa mặt, súng miệng, cô gái khiến cộng đồng mạng sốc nặng. Với sự phát triển của nhiều nền tảng xã hội nổi tiếng như hiện nay, việc chế những clip độc, lạ, gây sốc đã trở thành xu hướng phát triển của nhiều người. Bởi đơn giản, chỉ cần đảm bảo những yếu tố đó thì gần như 100% sẽ thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo lượt like, share và tương tác tăng chóng mặt. Từ đó, thuật ngữ câu view mới ra đời và cũng kéo theo nhiều nội dung video phản cảm. Tuy nhiên, đến mức phản cảm và mức vệ sinh như cô gái dưới đây, khi thực hiện skincare với combo chăm sóc da mặt cộng rửa lại bằng nước vệ sinh thì quả thật khiến nhiều người phải chào thua. Cụ thể, mới đây cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước hình ảnh một cô gái ghi lại cảnh mình dùng nước bồn cầu để rửa mặt. Điều đáng nói là các cô sử dụng trông rất tự nhiên, thoải mái mà không hề e ngại về vấn đề vệ sinh. Thậm chí nhiều người nhìn thái độ của cô còn cho rằng đang sử dụng nước từ vòi chứ không phải trong bồn cầu. Thậm chí ở phần sau của clip, cô nàng còn hồn nhiên lấy nước xuống miệng khiến nhiều người khiếp sợ. Đoạn clip nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số người cho rằng có thể bên trong nhà vệ sinh, cô nàng đã để một chậu nước nhỏ ngoài tầm với của máy quay, rồi quay clip như một chiêu trò đánh lừa thị giác của người xem. Tuy nhiên dù vậy, nó vẫn khiến nhiều người phản cảm, mất vệ sinh, cũng như lên án mạnh mẽ thủ đoạn cầu cá này. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nội dung này không khác gì một số clip các YouTuber nổi tiếng ăn mì trong toilet trước đây.